Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel, lại là mình đây. Dạo ở đây thì có rất là nhiều anh em quan tâm về hiệu năng của chip Snapdragon 835. Không biết là con chip 835 này bây giờ chơi tốc chiến như nào, chơi PUBG ra sao. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái video để test xem là hiệu năng của chip 835 trong thời điểm hiện tại thì nó còn có thể làm được những gì nhá. Cũng như là khi mà chiến tựa game như là PUBG Mobile và Liên minh huyền thoại tốc chiến thì cái trải nghiệm của nó sẽ ra sao thì bây giờ các bạn đã cùng mình bắt đầu luôn. Nhưng mà trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào quan tâm về những sản phẩm chạy cho mình có chip 835 với một cái mức giá tốt nhất như là HTC U11 mình đang có ở đây, hay là cái sản phẩm LG V30 ThinQ, thì mình sẽ để đường link của H20 Store, cửa hàng chính thức của mình, ở phần mô tả video nhé. Nếu bạn mua ở đó thì sẽ an tâm hơn. Rồi, và bây giờ các bạn hãy cùng mình let's go. Và đầu tiên thì mình sẽ đến với tựa game, đó chính là Liên minh huyền thoại tốc chiến, để xem là cái trải nghiệm của nó bây giờ sẽ ra sao nhá. Mình cũng sẽ để cái biểu đồ FPS ở ngay trên màn hình để các bạn có thể biết được là cái trải nghiệm game này, rồi cái FPS của nó có thực sự ngon hay không. Ok, và như vậy thì mình đã vào game rồi các bạn ạ. Nói chung thì quá trình load của cái tựa game Liên minh huyền thoại tốc chiến này thì nó tương đối nhanh. Trước tiên thì mình sẽ đo nhiệt độ của con HTC U11 cùng với con chip 835 trước nhá. Hiện tại là 35 độ này, bên dưới của nó 37-39 độ, và bên trên của nó sẽ loanh quanh tầm là 37 độ. Nói chung thì nhiệt độ đang loanh quanh từ 35 đến cho 39 độ C. Và với cái phần setting game ấy thì mình không ngờ rằng với con chip 835 bây giờ chúng ta vẫn có thể setting được ở mức rất là cao, có thể gọi là max setting với tựa game Liên minh huyền thoại tốc chiến. Chất lượng đổ bóng cao và FPS bật này, cũng như hậu kỳ các thứ thì mình có thể bật lên ở mức là tối đa. Ok, như vậy thì với con chip 835, tựa game Liên minh huyền thoại tốc chiến nó vẫn tối ưu hóa một cách rất tốt và chúng ta vẫn chơi được ở cái mức FPS là khá ngon nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu một trận đấu 5v5pp luôn để xem là cái trải nghiệm của nó sẽ như thế nào nhá. Với những thao tác ban đầu của mình thì mình thấy rằng là nó tương đối mượt, FPS của nó loanh quanh ở mức tầm là 60fps. Mình sẽ chơi... Ui, con Zig bị cướp mất rồi. Thế các bạn là mình chơi con Zig highlight vãi cả trường luôn. Thế bây giờ chơi tướng nào AD đây ta? Mình chỉ biết chơi AD thôi các bạn ạ. Thôi, mình sẽ chơi Ezreal vậy. Rồi, khi mà load vào cái phòng chờ này này thì nó hơi bị giật một chút nhưng mà không ảnh hưởng quá nhiều. Nhìn chung thì biểu đồ FPS của ta, chúng ta vẫn loanh quanh ở mức tầm là 60-61fps. Rất là ngon nhá, để xem là khi mà vào trận đấu thì cái trải nghiệm của nó có bị tụt nhiều hay không. Và tốc độ load game thì chắc chắn là với con chip 835 thì cái phần trăm load vào map của nó vẫn luôn là nhanh nhất rồi. Ok, và như vậy thì mình đã quay trở lại với tựa game Liên minh thoại tốc chiến rồi các bạn ạ. Nói chung thì với những cái trải nghiệm đầu tiên của mình, ui, thì mình thấy con này 60fps rất là mượt nha. FPS của nó thì bây giờ đang loanh quanh ở mức 60. Nhìn chung là trải nghiệm cực kỳ ngon với tựa game Liên minh huyền thoại tốc chiến. Nói chung ban đầu chưa có combat, chưa có giao tranh gì thì như này là đúng rồi. Hy vọng là một lát nữa khi mà có giao tranh, khi mà có combat thì nó vẫn giữ được cái sự ổn định và nó vẫn có được một trải nghiệm mượt mà. Thế các bạn luôn là một thằng ngáo ngơ mà chưa chơi tựa game Liên minh huyền thoại PC bao giờ, chơi quả game Liên minh tốc chiến này không biết một cái gì hết. Nói chung thì mình chỉ biết làm sao để bật FPS lên cao và làm sao để có được cái trải nghiệm chơi game nó tốt nhất thôi. Mà mày đi được con, đi rồi, ngáo rồi. Khổ chết cha mình. Thôi đi rồi, đi luôn cả cặp. Vãi trưởng ạ, ngáo thực sự luôn. Nhưng mà không sao, với những pha combat đầu tiên thì bạn thấy rằng là FPS của nó 60-61 ạ. Cực kỳ ngon nha. Với tựa game Liên minh huyền thoại tốc chiến thì mình thấy là với cái mức max setting con này nó vẫn có thể chiếm một cách perfect. FPS vẫn đang giữ rất tốt ở cái mức là 59 và 60fps. Đường mid có mỗi mình chơi thôi, chán thiệt. Ê, quên mất mình bấm biến về mà lại bấm hồi máu. Vãi cả trường ngáo ạ. Chết bà mày đi. Ui, quả ulti đáng đồng tiền thiệt. Ui. Thôi mình sẽ về nhà để kiếm đồ vậy. Các bạn thấy rằng là biểu đồ FPS nó vẫn đang thẳng một cây luôn. 61fps, 60fps và gần như cái trải nghiệm của nó, nó thực sự quá ngon các bạn ạ. Mình không biết đây là từ quá ngon là thứ mấy nhưng mà nó thực sự rất ngon. Nếu bạn nào đang cần một chiếc máy để chơi Liên minh và toàn tốc chiến thì mình thấy con này nó vẫn có thể đáp ứng rất tốt cái nhu cầu chiến game của chúng ta. Đùa với cậu. Đồ họa trong tựa game Liên minh huyền thoại tốc chiến này thì mình thấy rằng là nó không hề thua kém PC luôn.
rất là chi tiết và cực kỳ đẹp khi mà chúng ta bật ở cái mức là marketing. Ở chiếc máy này sau 5 phút thì mình thấy nó bắt đầu ấm lên ở cái phần mặt sau rồi. Tuy nhiên thì cái sự ấm lên ở đây là không nhiều, nó chỉ một tí xíu thôi. Thôi ôi, nó lại ngon. Một mạng nữa các bạn ạ, hai mạng rồi. Thật sự mình không muốn chơi thôi chứ mình chơi game gì chắc cũng vô đối. Mới chơi tí mà đã giết được hai mạng rồi, trong khi tổng số mạng bên mình là 5, à 7 chứ, nhầm. Mày chạy đi. Thôi ôi, đỉnh, đỉnh của đỉnh. Coi quá ông ty này. Đù, dính luôn ạ. Xém nữa là chết. Xém nữa là chết rồi đấy, các bạn thấy không? Thôi thôi thôi, thôi té té té. Chạy đi. Thôi ôi, chuyện thật như đùa. Sao quả game này đánh dễ với các bạn nhỉ? FPS sau 8 phút nó vẫn loanh quanh ở mức 60-61, nhiệt độ thì nó vẫn duy trì ở cái mức gần gần loanh quanh đấy. Thực sự là mình có năng khiếu với quả game Liên Minh Điện Thoại Tốc Chiến này các bạn ạ. Các bạn thấy không? Lần đầu tiên chơi Unreal thôi, 5-1. Đỉnh chưa? Nó ở cái tầm luôn. Thôi, lại thêm một quả xúc bot nữa. Đúng là đi vào lòng người. Unreal mình tân cả thế giới rồi, không sợ bố con thằng nào. Mày vào đây. Thôi té đi. Ê, té đi, té đi, té đi, té đi. Đùa thôi. Ui, thằng này chạy nhanh thế. Quả ulti lại đi vào lòng người này. Thôi, quả ulti đáng đồng tiền đúng không ạ? Ulti phát chết luôn. Nó là phải thế. Sao mình chơi game này hay thế nhỉ? Ủ, thần thánh luôn. Chết rồi. Đen rồi các bạn ạ. Ăn 7 mạng rồi, chết 1 mạng cũng đáng. Ôi, vàng của mình là 8k rưỡi à. Cũng nhiều đồ phết rồi nhỉ. À, trên phía trên này. Các bạn đường trên này. Nãy giờ cũng đã chơi được tầm là chục phút hơn rồi. FPS của nó vẫn 60-62 thì mình tin rằng là hết trận thì cái trải nghiệm gaming của nó vẫn thế thôi chứ hoàn toàn. Mà chết rồi. Để coi chúng thằng nào không. Ấy, vẫn dính nha. Quả ulti này chất lượng đấy. Ui, cái này mà ulti dùng được là xong rồi. Để mình qua cover đồng đội. Thủ legendary luôn. Đồng đội mình có đỉnh vách ở trường ạ. Thôi, xong. Chấm dứt. Ê, quên, 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 quên. Rồi, win rồi các bạn. Như vậy là 10 phút GG. Ui. Thôi thôi thôi, té té vội. Combat rất nhiều và FPS của nó vẫn đều ở cái mức 60, các bạn thấy không? Ui, quên mất. Chắc là mình biến về cái lên đồ đi. Một chút nữa thôi là quả ulti này là dính rồi. Quadra kill. Cái thằng cha này nó trâu ta. Thằng Tuấn Anh này nó chơi con AC 17-2 rồi ạ. Thôi xong rồi, thế là mất mất MVP của mình. Thôi, kết thúc trận sớm đi các bạn. Ok, và như vậy thì mình đã kết thúc một trận đấu chơi tựa game là Tốc Chiến Liên Minh Thoại rồi, các bạn thấy không? Trải nghiệm của nó phải nói cực kỳ ngon. FPS loanh quanh 59-60 FPS, 59-60 FPS, và cái trải nghiệm của nó thì gần như chúng ta sẽ không thể nào cảm nhận được cái sự giật lag luôn. Nói chung thì nếu bạn nào đang tìm gọi là muốn mua cho mình con chip 835 để chơi tựa game Liên Minh Điện Thoại Tốc Chiến thì các bạn cứ quất ngay đi. Đo nhiệt độ thì lúc nãy ở dưới này 39, bây giờ lên 42, và phần trung tâm của nó là 41 độ, phần trên của nó sẽ là 41, còn với phần mặt sau thì ở đây sẽ là 38, trung tâm của nó sẽ là 38-39 độ. Và nói chung thì nhiệt độ của nó ở cái mức là 43 độ đổ lại thì mình thấy nó vẫn ở cái mức là chấp nhận được.
Và như vậy thì mình cũng đã trải nghiệm xong tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến trên con Snapdragon 835 này rồi. Thế cá nhân mình thấy rằng là với con game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến, anh em có thể bật được max setting tất cả mọi đồ họa lên cao nhất mà nó vẫn có thể chơi một cách ngon lành ở cái mức là 60, 61 thậm chí là 62 FPS. Và những trải nghiệm trong game thì gần như không có bất kỳ một tình trạng giật lag hay là tụt FPS nào đáng kể cả các bạn ạ. Và nói chung là con chip 835 bây giờ chơi tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến vẫn có thể chơi được cái mức là max setting một cách rất ngon lành. Thế nên nếu như bạn nào đang có nhu cầu mà muốn mua con chip 835 và những chiếc máy chạy 835 như là HTC U11 hay là LG V30 ThinQ thì có thể là quất ngay nhá, tại vì mình thấy là cái trải nghiệm của nó là quá ngon. Vậy thì các bạn nghĩ gì về chiếc máy này và hiệu năng của nó như vậy đã ổn hay chưa, hay là các bạn cần một hiệu năng tốt hơn thì đừng quên comment cho mình biết nhá. Còn bây giờ video của mình xin tạm dừng tại đây. Nếu bạn cảm thấy hay đừng quên để lại một like và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.